Bản tin báo Đối Trẻ VN xin kính chào quý vị và các bạn. Báo Thái Lan thừa nhận, giờ thì Việt Nam đúng là số 1 Đông Nam Á. Tờ Sunbot đã bày tỏ sự thán phục trước màn trình diễn của đội tuyển U22 Việt Nam ở chung kết bóng đá nam SEA Games 30. Họ thừa nhận, đội bóng của Thái Bang Sơ đã chứng tỏ vị thế số 1 khu vực Đông Nam Á. Cuối cùng thì người Thái cũng phải thừa nhận, Việt Nam là anh cả Đông Nam Á. Lần thứ 3 đụng độ trong năm và kịch bản chẳng có gì thay đổi. U22 Việt Nam vẫn là những người chiến thắng, còn U22 Indonesia nhận thất bại. Chỉ khác là chiến thắng trong trận chung kết bóng đá nam SEA Games 30 tối ngày 10 tháng 12 giúp bóng đá Việt Nam lần đầu tiên trong lịch sử lên ngôi ở đấu trường này. Còn cơn khát vàng của bóng đá Indonesia tiếp tục phải kéo dài thêm nữa. Trước Indonesia, một đội bóng chơi thiên về sức mạnh, nhiều cầu thủ giàu thể lực và tốc độ, chơi kỹ thuật, U22 Việt Nam chủ động chơi chậm và chắc chắn, không để cuốn theo lối chơi nhanh của đối thủ. Họ bình tĩnh bẻ gãy các đợt tấn công của Indonesia và rồi trừng phạt những sai lầm ở hàng thủ của đối phương. Văn Hậu với cú đúp và Hồng Dũng là người đã lập công để giúp cho những ngôi sao vàng giành chiến thắng thuyết phục 3-0. Chứng kiến Việt Nam lên ngôi tại SEA Games 30, tờ báo nổi tiếng của Thái Lan là Sunbot đã bày tỏ sự thán phục. Họ nhấn mạnh thầy trò Bang Seo đã chứng tỏ vị thế số 1 Đông Nam Á và vì sao họ dễ dàng vượt qua vòng loại U23 châu Á 2020. U22 Việt Nam đã giành huy chương vàng môn bóng đá nam SEA Games 30 đúng như dự đoán sau khi nhấn chìm Indonesia với tỷ số 3-0. Đây là lần đầu tiên sau 60 năm Việt Nam giành huy chương vàng tại đại hội thể thao lớn nhất khu vực Đông Nam Á. Từ vòng loại U23 châu Á 2020 cho tới SEA Games 30, lứa cầu thủ trong tay Thái Bang Sơ luôn cho thấy vị thế của những nhà vô địch khu vực đích thực. Họ quá khó để đánh bại, tờ Sunbot đã công nhận như vậy. Lứa cầu thủ này của Việt Nam sẽ là nòng cốt dự vòng chung kết U23 châu Á 2020 tại Thái Lan. Chắc chắn họ sẽ còn gây bất ngờ và viết tiếp câu chuyện cổ tích ở Thường Châu 2 năm trước. Tờ báo của Thái Lan đã chốt lại như vậy. Còn truyền thông châu Á thì choáng ngợp với sức mạnh của đội tuyển U22 Việt Nam. Truyền thông châu Á thực sự bị choáng ngợp với sức mạnh của U22 Việt Nam thể hiện trước Indonesia trong trận chung kết SEA Games 30 tối ngày 10 tháng 12. Tối qua, U22 Việt Nam đã xuất sắc đè bẹp Indonesia với tỷ số 3-0 ở trận chung kết SEA Games. Qua đó, lần đầu tiên giành huy chương vàng bóng đá nam. Các cầu thủ đã ghi bàn cho Việt Nam là Đoàn Văn Hậu, cú đúp và đội trưởng Đỗ Hùng Dũng. Cho dù đánh giá cao U22 Việt Nam trước thềm trận đấu, nhưng truyền thông châu Á cũng không thể ngờ đội bóng của Thái Bang Sơ lại có chiến thắng dễ dàng và hoành tráng đến vậy. Cần nhớ rằng ở vòng bảng, U22 Việt Nam đã rất vất vả để thắng ngược Indonesia với tỷ số 2-1 nhờ siêu phẩm ở phút chót của Hoàng Đức. Tờ Fox Sports phiên bản châu Á giật tít, Việt Nam nhẹ nhàng vượt qua Indonesia để giành huy chương vàng SEA Games 2019. Trong bài, tác giả Gabi Erton bình luận, Việt Nam đã giành huy chương vàng môn bóng đá nam SEA Games 2019 sau chiến thắng dễ dàng với tỷ số 3-0 trước Indonesia. Việt Nam đã vượt lên dẫn trước. 6 phút trước khi bước vào giờ nghỉ giữa hai hiệp, Đỗ Hùng Dũng đã phạt chính xác cho Đoàn Văn Hậu lao vào đánh đầu ghi bàn. Sau đó, Hùng Dũng cũng tự mình ghi bàn ở phút 59 để nhân đôi cách biệt cho Việt Nam bằng cú sút tầm thấp hiểm hóc. Bất chấp những nỗ lực hết mình của các cầu thủ Indonesia, họ vẫn gặp phải quá nhiều khó khăn trong việc thắp lại hy vọng giành chiến thắng. Phút 73, Việt Nam kết liễu đối thủ bằng một tình huống cố định khác. Cú đá phạt khó chịu của Hoàng Đức khiến thủ môn đối phương phải đẩy ra và Đoàn Văn Hậu xuất hiện đúng lúc để ghi bàn, ấn định chiến thắng vượt trội cho Việt Nam. Việt Nam khởi đầu mạnh mẽ với hai tiền đạo cắm ở phía trên và họ đã chuyển hóa sự áp đảo thành bàn thắng mở tỷ số của Văn Hậu ở phút 41. Indonesia nỗ lực tìm bàn gỡ sau đó nhưng lại bị giáng một đòn khác ở phút 59 khi đội trưởng của Việt Nam là Đỗ Hùng Dũng đánh bại thủ môn Nadeo nhân đôi cách biệt. Bị dẫn trước 2-0, cơ hội giành huy chương vàng của Indonesia coi như chấm dứt và trận đấu nhanh chóng được định đoạt ở phút 73 với bàn thắng thứ hai của Văn Hậu. Đây cũng là thời điểm mà người dân Việt Nam bắt đầu đổ ra các đường phố để ăn mừng. Trong khi đó, các tờ báo của Thái Lan như Sunbot, SMBox, Goal Thái Lan cũng nhấn mạnh vào việc tuyển Việt Nam giành huy chương vàng bóng đá nam SEA Games lần đầu tiên sau 60 năm. Ngoài ra, họ không quên nhắc đến tình huống Thái Bang Sơ bị truất quyền chỉ đạo ở phút 77. Tương tự như vậy, các tờ báo Indonesia tỏ ra không phục U22 Việt Nam khi cho rằng đội bóng của Thái Bang Sơ đã xấu và chỉ ghi bàn bằng các tình huống cố định. Tờ Bola Sport cho đến Indosport và các tờ báo lớn nhỏ khác đều đưa tình huống Thái Bang Sơ phải nhận thẻ đỏ lên trang đầu. Đây là điều dễ hiểu bởi lẽ người Indonesia cũng rất khát vàng ở SEA Games,
Trong lịch sử, họ mới chỉ có 2 lần lên ngôi ở giải đấu này, và lần gần nhất đã cách đây 28 năm, năm 1991. Chưa kịp ăn mừng tấm huy chương vàng SEA Games sau 60 năm chờ đợi, Thái Bang Sơ đã lên danh sách U23 Việt Nam dự vòng chung kết U23 châu Á 2020, giữ nguyên nòng cốt U22 Việt Nam hiện tại. Để chuẩn bị cho vòng chung kết U23 châu Á diễn ra vào tháng 1 năm sau, Thái Bang Sơ đã công bố danh sách triệu tập 28 cầu thủ. Sau khi kết thúc hành trình tại SEA Games 30, Thái Bang Sơ và các học trò sẽ tiếp tục tham dự vòng chung kết U23 châu Á 2020 diễn ra tại Thái Lan vào tháng 1 tới đây. Ngôi vương môn bóng đá nam SEA Games 30 đã giúp bóng đá Việt Nam có được vị thế lớn. Cùng với ngôi Á quân của giải, chắc chắn thầy trò Bang Sơ sẽ nhận được đánh giá lớn tại giải đấu năm sau. Theo lịch, U22 Việt Nam sẽ đáp chuyến bay từ Philippines về Hà Nội vào chiều nay. Ngoại trừ một số cầu thủ không tham dự vòng chung kết U23 châu Á 2020, hầu hết các thành viên của đội tuyển U22 Việt Nam chỉ có 2 ngày nghỉ ngơi. Sau đó, U23 Việt Nam sẽ tập trung trở lại và lên đường sang Hàn Quốc tập huấn từ ngày 13 tháng 12. Để chuẩn bị cho chuyến tập huấn này, Thầy Bang Sơ đã công bố danh sách 28 cầu thủ với nòng cốt là những cầu thủ vừa lên ngôi tại SEA Games 30 như Quang Hải, Bùi Tiến Dũng, Thành Trung, Văn Toàn. Đáng chú ý nhất là sự trở lại của trung vệ Trần Đình Trọng sau thời gian dài dưỡng thương. Do quy định của giải đấu, hai cầu thủ quá tuổi là Đỗ Hùng Dũng và Nguyễn Trọng Hoàng sẽ không có tên trong danh sách. Còn Văn Hậu sẽ phải trở lại Hà Lan để tiếp tục thi đấu cho Heerenveen. Một số cái tên mới sẽ được triệu tập bổ sung, gồm thủ môn Iali và Trần Danh Trung. Vòng chung kết U23 châu Á 2020 sẽ diễn ra từ ngày 8 tháng 1 đến ngày 26 tháng 1 tại Thái Lan. U23 Việt Nam nằm ở bảng D cùng với các đối thủ U23 Jordan, U23 Triều Tiên và U23 UAE. U23 Việt Nam sẽ lần lượt thi đấu với các đối thủ U23 UAE ngày 10 tháng 1, U23 Jordan ngày 13 tháng 1 và U23 Triều Tiên ngày 16 tháng 1. Mục tiêu của thầy trò Park Seo là tái lập thành tích vào chung kết và giành vé tham dự Olympic Tokyo 2020 tại Nhật Bản. Và chia sẻ xin tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại ở chia sẻ tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.